Với AirPods của Apple, bạn có thể nghe nhạc, tệp âm thanh yêu thích của mình giống như bất kỳ cặp tai nghe không dây thực sự nào khác. Nhưng có một vài thủ thuật có thể giúp bạn khai thác nhiều hơn nữa đối với AirPods của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn khai thác tối đa tai nghe AirPods của bạn. Ghép nối AirPods với iPhone chỉ trong 3 giây. AirPods tích hợp và hoạt động trên tất cả các thiết bị Apple của bạn mà không cần bạn phải tốn công sức kết nối. Bạn có thể ghép nối tai nghe với tất cả các thiết bị Apple khác, bao gồm Apple Watch, iPad, Mac hoặc Apple TV chỉ trong vài giây. Sau khi mở hộp AirPods, hãy mở hộp sạc, vẫn để tai nghe bên trong, bên cạnh iPhone đã mở khóa của bạn. Chỉ 1 hoặc 2 giây sau, bạn sẽ thấy một cảnh báo hỏi bạn có muốn ghép nối AirPods với iPhone của mình hay không. Hãy nhấn vào kết nối và bạn đã hoàn tất. Kết nối AirPods với điện thoại Android và máy tính Windows. AirPods được thiết kế để hoạt động liền mạch với các sản phẩm của Apple, nhưng bên cạnh đó chúng vẫn có thể hoạt động với điện thoại Android hoặc máy tính Windows. AirPods sử dụng Bluetooth, vì vậy chúng sẽ hoạt động như một cặp tai nghe Bluetooth tiêu chuẩn với các thiết bị không phải của Apple. Để kết nối AirPods của bạn với thiết bị Android hoặc PC chạy Windows, bạn hãy để tai nghe trong hộp sạc và mở nắp. Nhấn và giữ nút trên vỏ cho đến khi đèn báo bắt đầu nhấp nháy cho bạn biết AirPods đang ở chế độ ghép nối. Sau đó, vào cài đặt Bluetooth và chọn AirPods trên thiết bị bạn muốn kết nối chúng. Chức năng điều khiển phát lại sẽ hoạt động trên các thiết bị không phải của Apple, nhưng một số tính năng khác như tự động tạm dừng, phát khi bạn tháo tai nghe và Siri sẽ không khả dụng trong trường hợp này. Kiểm tra dù, cách nhanh nhất để kiểm tra pin của AirPods là mở hộp sạc đặt bên cạnh iPhone hoặc iPad và đợi một cảnh báo hiển thị, tương tự như cảnh báo đã xuất hiện trong quá trình ghép nối ban đầu. Trạng thái pin của tai nghe và hộp sạc sẽ được hiển thị dưới dạng phần trăm. Nhấn AirPods của bạn để điều khiển phát lại. Bạn đang nghe nhạc bằng AirPods và bạn muốn nghe lại, tua nhanh hoặc chuyển qua bài hát khác. Bạn không cần phải nhấc iPhone lên hoặc quay lại bàn làm việc để thay đổi bài hát. Cách nhanh nhất để thực hiện những việc như tạm dừng hoặc bỏ qua một bản nhạc là sử dụng các điều khiển được tích hợp sẵn. Các điều khiển đó sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu AirPods bạn sử dụng. Đối với AirPods có thân dài hơn, thế hệ thứ nhất và thứ hai, bạn có thể nhấn đúp vào từng AirPods để kích hoạt một số tác vụ khác nhau. Đối với AirPods Pro và AirPods thế hệ thứ ba mới, bạn sẽ bóp phần thân của một trong hai miếng đệm tai nghe. Đây là số lần nhấn cần thiết cho các yêu cầu khác nhau. Nếu một lần nhấn sẽ chuyển đổi phát, tạm dừng, nhấn hai lần sẽ là tua về phía trước, ba lần là bỏ qua. Nếu nhấn và giữ là chuyển giữa ANC hoặc chế độ xuyên thấu cho AirPods Pro hoặc kích hoạt Siri cho dòng AirPods mới nhất. Nếu bạn có một cặp tai nghe AirPods Max thì tất cả các thao tác điều khiển sẽ được thực hiện bằng nút Digital Crown và nút kiểm soát tiếng ồn nằm trên tai nghe bên phải để điều khiển âm thanh, cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi FaceTime và kích hoạt Siri. Một lần nhấn sẽ chuyển đổi phát, tạm dừng, nhấn đúp hai lần là bỏ qua, nhấn ba lần là bỏ qua và quay trở lại, nhấn và giữ sẽ kích hoạt Siri. Để chuyển đổi giữa chế độ khử tiếng ồn và chế độ nghe xuyên thấu, hãy nhấn một lần vào nút kiểm soát tiếng ồn. Mẹo tìm và thay đổi cài đặt AirPods. Không có ứng dụng chuyên,